Bài văn tả gia đình hài hước. Bài làm. Gia đình em có 4 người. Đó là bố mẹ em, chị em và em. Bố em thích đọc báo và xem Facebook. Bố rất cao và mập. Mẹ em năm nay 40 tuổi. Mẹ thích nấu ăn và chơi tennis. Chị em học lớp 5. Chị thích hát và nhảy. Chị rất tham lam. Vì mỗi khi mẹ nấu gà rán, chị đã nhanh tay lấy miếng gà to nhất mà ăn. Và người nhỏ nhất trong gia đình chính là em. Em thích bóng đá và chơi cờ vua. Em hay đá bóng cùng ba và chơi cờ vua cùng mẹ. Ngày nghỉ, cả nhà cùng nhau đi chơi. Em rất vui khi được làm thành viên trong gia đình mình.